tôi nhập thiền thật không có phát làm lâu với vậy thì giờ thấy ớt thì nó mạnh lắm, đi mây về gió mình đi nhiều cái thật ra nó đi xe vậy chứ nhiều cái đi bộ nhiều hơn. Chào mình Tân Mới Chào với bà con bác chị em, thì hôm nay tình cờ mình đi lại một cái quán nước gặp được một công tú cô bác. Không có những biểu hiện rất là lạ luôn, không biết làm gì mà không lấy lửa, không đốt cái đầu không, không cho phun lửa, không biết để mình đợi hỏi không cái nha. Thôi chú làm gì ghê vậy? Hả? Chơi hết điện rồi đi về thơ rồi. Diễn cái gì? Xiết các bạn. Rồi xiết gì ghê vậy? Xiết lấy cây đâm tay ghê vậy? Rồi nãy làm gì đốt đầu cái rủi trên hả? Bây giờ giảm rồi. Còn gì xiết cái trò gì nữa không? Còn mà ngoài lộ mình làm nguy hiểm lắm. Giật mình. Nguy hiểm là gì? Bảo hiểm. Hả? Đâu có rắn đâu đâu rắn đâu. Ở đây không đủ rồi. Cái gì? Ở đây không đủ luôn ngày. Rồi bây giờ có diễn cái gì khác nữa không? Diễn cho con gái, diễn cái trò đốt lửa nãy đi, đốt lửa gì đó. Để đi kiếm tiền cái. Thì đốt đi chút gửi tiền cho. Dạ cảm ơn. Hả? Đi làm đi. Rồi quay ông ngồi đi. Đâu rồi chú diễn lại coi cái cây chưa dân đi vậy. Hả? Diễn lại đi. Thì diễn đi chút nữa cho vốn về xe. Đi đâu rồi? Chơi được đâu, cái này em đâu có làm giống ai đâu, cái này tự sáng tạo ra mà. Bình thường đốt cái đầu kia là tóc đâu ra kịp tôi hả? Vậy đâu. Thì vô, mình chú thôi, chú làm hồi cháy con luôn á. Làm bậy bỏng sát đó, bị ấn đầu á. Ảo thực đốt tóc cháy đầu, đốt đầu. Tập luyện lâu lắm rồi. À, được anh ơi. Hả? Đúng mà 10 giây là à, 10 giây thôi để họ cháy hết tóc luôn à. Các bạn này bị gì em lên trên núi đó, em tu rồi hết tiền rồi đi xuống rồi kiếm tiền lên ăn rồi đi. Tu ở núi nào? Cô Tô à. Ở trên núi Cô Tô xuống hả? Vậy đó vậy được rồi anh ơi, đừng có lên bậy. Hả? Gọi sát vô cái không đi đâu vậy? Chú này chắc mình nghĩ ông bị ông có bệnh hay sao các bác? Ông đốt cái đầu không? Đốt đầu xin tiền vậy đó không biết. Giờ ra đây được không? Giờ đây nói chuyện con tí xíu đi. Thôi mà có lên mạng là gì mất trật tự đốt lửa hả? Không có làm đâu. Đâu có đâu, bên này mình ảo thực bình thường mà, tao có đi đâu có gì mà tao không cho làm. Chú ở đâu vậy? Tôi ở bên bên mà thần quyền chứ đâu phải thường đâu. Thành ra bây giờ nếu mình để đó thì tổ thầy đâu có cho nữa phải không? À, có nghĩa là tổ thầy không cho chú làm á hả? Không cho chuyện bình thường với con đó, con hỏi gia đình này kia nội chút xíu thôi. Chứ đâu có hỏi về cái vấn đề mà chú làm siết cái đâu, nghĩ rồi con quan chút chơi thôi. Cảm ơn, bây giờ mình cũng đi lang thang rồi thấy khổ quá, đưa lên rồi khổ lắm. Chú ở đâu? Quê chú ở gốc chú ở đâu? Cần Thơ. Cần Thơ chú lên trên núi nha, Cô Tô chú tu hả? À, chú liền xuống kiếm thùng mì gói và ăn. Ừ, chú con gửi cho từng thùng mì gói chú lên đó lâu chưa? Ừ, cứ hỏi gọn gọn thôi tôi nói cho. À, chú tu bên gì? Con thấy mặt đầu này giống như là lạ nè. Gọi là Như Lai tối thượng thượng thiền theo lục tổ rồi đó, tánh Phật á. Thật
cho cái thân mình rõ rồi ra mới làm được vậy á. Không, chú có thể chia sẻ rõ hơn để nhiều khi cô bác người ta nghe để người ta hiểu á. Cô theo lục tổ á, nói vậy thì à, tôi là lục tổ à, lục thần, tức là bỏ cái thân này, không có chấp cái thân này nữa hả? Như là mình còn cái biết rồi, cái tâm của mình thôi à. À, tôi tu tâm, thật cái tâm mình tu tâm, mình không có tu hình tướng, không có tu theo cái thời buổi bây giờ đó, họ tu theo hình tướng, họ tu tự làm á, yeah. Mình tu giải thoát, mình đến cái chỗ dự tâm niết bàn rồi, nó vui đó, nó vui rồi, quên gì nó vui đó. Ủa vậy chú lên chảnh chú ở ngay cái núi Cô Tô là chú đi ở trong am hay trong cốc hay là sao? Ở trong cái hàng núi người ta bộ hoàng á, để kế chùa Bồng Lai rồi đó. À, Quân Long rồi đó. Ủa vậy lên chảnh này tu vậy có cực khổ lắm không chú? Ăn phần mì gói buồn chuối mà đem với đỡ ăn cả tháng trời. Ăn một tháng luôn hả? Vậy cho ở chảnh chú có cực khổ gì không? Tại vì thấy chú gái nè. Ốm ờ, thấy chú ốm thiệt á, trời đại hay này là do chú siết nhiều quá. Ngồi gì nè? Sao? Bình thường mình ngồi sao? Rồi mình ngồi hoài được hoài hả? Ngồi thiền á hả? Rồi còn có hỏi gì nữa không? Cô có nhiều hết dấu rồi đó. À, chú bình thường chú ngồi vậy thì chú làm cái gì trong tâm mình để cho cái tâm mình nó tịnh hay là sao? Mình ngồi như vậy là để giống như là cái tánh biết của mình á, tự nhiên cái nó vui rồi nó tới chỗ dịu tâm nó vui, cái đầu cái phần tánh nó ứng là phần tánh ứng là cái đó nói qua được à như, đúng rồi có thể trị bệnh, có thể làm mấy thằng không lạ lạ, có thể ngồi nó trị bệnh được luôn hả? À, nó trị bệnh giống như giờ tôi bệnh là tôi đuổi bệnh rồi tôi trị cho ta ghê hả? Huynh bệnh cho huynh cốc nước huynh uống rồi cái lực của nó phật tánh nó ứng lên à, ứng lên cái bài tôi có cái bài thần chú á, có bài thần chú luôn à, nó có lực nó đuổi đi à, mà cái đó không có nói được thật là tôi dạy cho mình. Dạ có những cái mình không nói luôn được đúng không? Dạ gia đình thì cũng vợ con đi Đài Loan rồi đi làm neo á, con này đi học mà nó cũng tiếp rồi buổi học buổi làm tôi giờ được khỏe quá, tôi cũng ở năm 86 rồi sơ á, nhà cửa thì cũng trong cái đó là biết có giá trị rồi, nhưng mà mình đóng cửa mình đi ở nhà không được. Chú con hơi tò mò là cái nguyên nhân nào mà khiến cho chú đi vậy chú? Nguyên nhân mới đậu thì bệnh quá rồi, tôi bị hồi đó tôi làm đầu tiếp mà tôi bệnh quá nó chiếu tôi mấy cửa. À, gia đình lưu bu nè, làm có tiền rồi bệnh nè, hao tiền nè, chiếu mình ba bốn cửa rồi đi kiếm ngồi thiền rồi cho nó giải thoát cái gì đó à. Ủa đỡ khổ luôn. Dạ chú, con mới nghe chú nói cái câu là chú từ cái đồng siết ra hả? Dạ siết hả? Ồ thằng chi, bây giờ con thấy chú làm được cái này. Làm siết nào vậy chú? Hả? Đồng siết nào ở đâu vậy? Siết mà bên Minh Tân á, đồng chí Minh Tân ở quận 7 nè, mà ông thầy ông chết rồi, Minh Tân mới chết rồi, được Phi Nhung á. À, Hồ Chí Minh á. À, bây giờ lên mạng còn gặp tôi đó. Tôi diễn cho cái chỗ gọi là ở xã Mỹ Xuân, nó có cái chương trình mà để hỗ trợ cho học sinh đó. À, trong cánh ước mơ gì đó, nó có lên mạng. Rồi cái lý do tại sao mà anh không theo đoàn nữa vậy? Cái lý do là bây giờ mình bị căng quả quá, mình về núi rồi dính luôn à. À dễ hả? Đăng ký với tầng thiền, đăng ký tu thiền 10 ngày dính luôn ở đó luôn tới giờ mấy năm. Ủa vậy là cái căn duyên đưa đến chú ngồi thiền bây giờ là do chú đăng ký vào cái khóa tu thiền hả? À, đó đăng ký ở thì vị Phước Sơn Thích Bụng Trắng ở Đồng Nai á. Dạ. Chỉ cần vô 10 ngày thôi là tôi nhập thiền thật, không có phát lập lắm bây giờ thì giờ ớt thì nó mạnh lắm, đi mây về gió mình đi nhiều khi thật ra nó đi xe vậy chứ nhiều khi đi bộ nhiều hơn hả? Ủa vậy là chú lội bộ đây tới Cô Tô? Rồi từ Cô Tô rồi qua núi Cấm lên núi Cấm luôn. Trời xuống xuống Cô Tô rồi lội qua núi Cấm lên núi Cấm xuống núi Cấm mưa gió gì đi hết. Rồi chú đi thường ngày thế này thì tối về có tu luyện tu thiền hả? Hầu như là tôi sống không có nhà. Đi đâu ở đi đó ăn đi đó vậy. Nếu mình nhớ
thấy mình mệt mỏi quá mình chạy về núi mình ở đâu. Dạ chú, như vậy thì mỗi một ngày chú ngồi thiền là bao lâu chú? Tại con hơi hiếu kỳ á. Hầu như là không có thời gian, không gian. Tôi ngồi là nó không có biết đau biết mỏi gì hết. Gọi là mình ngồi tới tầng thiền thứ 9 á, là diệt thọ, diệt tưởng, diệt định. Thì mình đâu có còn ở thân mình nữa. Nó không có đau. Tức là bất chấp thời gian hay sao? Giống như là nó đã nó nhập thiền rồi, nó không có thời gian, không gian. Không có nói theo, không có hai bên, có một à. Có nghĩa là Phật giới có một, Phật tánh có một, không có hai. Nếu nói gì hai là không phải Phật tánh. Nói hai là tức là mình nói sao thôi chú? Có nghĩa là đúng sai phải trái còn chấp á, chấp trụ á. Có nghĩa là còn có cái đúng còn có cái sai, nhưng mà mình trở về một tức là nó không đó, đúng không sai. Không đúng không sai mình không có chấp nữa, không có trụ nữa. Cái đó gọi là đối cảnh vô tâm là Phật Phật hiện tại. À, không chấp không trụ. Nghe thì, nghe chú nói mấy câu bây giờ hay quá. Cái thời buổi này thì cũng có nhiều cao nhân lắm. Mình nói cái này lộ quá nguy hiểm với tôi á. Tôi nói rồi tôi ẩn bất, tôi không có ra ngoài lộ kiếm ăn nữa đó. Sợ giống như cái nhất thì ta trúng giường mình quá trời. Nếu mình nói mình nói quá thì người ta sẽ giống như một là ta trúng giường là mình phạm cái ác pháp trong cái lực. Nói ra đó, nói chính xác rồi đó, là mình phạm cái quy định của Phật giáo, cái lực Phật giáo. Rồi, cái này là kiếm ăn đủ ăn rồi về thôi. Nhưng mà chú hiểu cái điều này nè. Chú có thành tựu hay không là những cái người đó người ta xem qua cái clip người ta sẽ biết. Bây giờ thành tựu hay không là người ta tu người ta mới biết, cái nói người ta không biết. À đúng rồi. Bây giờ tóm lại là bây giờ mình nói nè, ví dụ bây giờ á mình đang mình vui á, dạ, đi nè kinh hành là mình biết tức là nó đồng với các cái quỷ Phật á, nó biết là Phật á, thì anh ra cái dự tâm niết bàn á nó vui lắm, nó vui rồi cái mình phân theo nó, phân đi hoài cái nó ứng lên cái Phật tánh ứng lắm. Rồi từ từ cái gì nó cũng có chứ, giống như trí tuệ nó từ bi gì đó. Thôi vậy được rồi ha. Ủa chú đi vậy thì bình thường chú mang có cái giỏ này thôi chứ đồ quần áo không có gì hết đâu hả chú? Thật ra tôi đi tới đâu á tôi có cái võng tôi cũng cho người ta. Tại quẩy nặng quá, cái gì nặng quá trong giỏ đâu có cái gì đâu, nó nặng lắm cái gì cho người ta hết. Chỉ có áo mưa với cái áo này để nó hôi quá, mình lên xe nó hôi dầu lửa quá, người ta không có cho lên. Lên xe là sao? Ngay mình đi nhờ xe rồi nó hôi dầu lửa quá đó. À, hôi quá, mình đổi áo này cho đỡ hôi. Vậy là bây giờ trong tài sản của chú chỉ có cái ba lô, có cái áo với chai dầu để cũng không có nhà nữa, mình đi tới đâu mình ăn cái đó mình đỡ tới đó, thì mình dựa vào mấy cái quán cơm từ thiện, không có tiền mà dựa vào đó. Ăn cơm từ thiện chỗ Trịnh Thái Sơn đó, rồi à, vô đình mình ngủ, mình thấy bệnh gì ai đâu mà la lối vậy. Dạ chú. Con có nghe cái điều hơi hiếu kỳ tí xíu là con nghe chú nói chú ăn, nhưng mà con chưa biết là chú ăn gì đây nè, chú ăn chay hay chú ăn là chú ăn mặn? Nói chung á mình không có chấp chay chấp mặn, nhưng mà mình không có ăn mặn. Có nghĩa là người ta ăn chay ăn mặn kệ người ta, mình không có chấp, nhưng mà mình không có ăn mặn. Là thí dụ như có ai đó tặng chú cái gì hay cho chú cái vấn đề gì là chú mình ăn không hết. Có chấp nhưng mình không ăn. Người ta tặng đồ mặn mình không có chấp người ta, nhưng mình không có ăn. Ủa tức là sao chú nói rõ hơn không hiểu? Là nó không có hai bên á, nó không có cái vụ mà chai mặn này, nó cũng là một thôi, nhưng mình không có chấp chai chấp mặn, mình cũng biết người ta ăn mặn thì cứ chấp. Dạ. Mình nghĩ là mình không có ăn mặn nhưng mà mình không có chấp với người ăn mặn. Tại vì được ai đi ha? Không ăn mặn nhưng mà cái người ta thí dụ người ta tặng chú rồi chú có ăn không? Nó tặng mình á thì mình cho lại người khác, hoặc là mình từ chối không ăn mặn mà ăn tương thôi. Tức là hiện giờ chú là người ăn chay ha? À, không. Ăn tương người quá tốt, con tưởng đâu là chú đã có ăn mặn rửa mặn và chay chứ. Có nghĩa là mình không có chấp mặn nhưng mình không có ăn mặn. À, cái chuyện không chấp thì khác, cái chuyện ăn là nó khác. Đúng rồi, đúng rồi. Có nghĩa là về chú ăn mặn thì tôi không có chấp chú làm gì chú làm, tại vì chuyện của chú là nhân quả chú chịu. Nhưng mà tôi không có chấp, nhưng mà tôi không có ăn. Chứ không phải mình không chấp mà mình vô ăn mặn là sai. Đúng là cũng hơi chú nói những câu ra con nghe nó vậy, nó cũng có những cái điều nó hay mà nó đúng. Không, nó có những cái ghê lắm, mình tu cái này nó phải có cái sự mà
theo như Phật đó, đúng giáo pháp của Phật đó. Giống như bây giờ mình bỏ luôn cái thân cái tâm mình bỏ hết đi, nhưng không phải là không có cái tâm. Bây giờ mình bỏ luôn cái thức, nhưng không phải là không có cái thức. Tại vì á, mình nói mình bỏ mà mình bỏ những cái thức gọi là cái bên cái phần mà nó cái tâm, mà cái tâm tham tâm gì mình bỏ thiệt, nhưng mà cái tâm tốt nó vẫn còn, đúng không? Nó vậy đó. Thật ra là cái tâm đã bỏ rồi, chứ không phải là không có cái tâm. Thức cũng vậy, mà hơi bụi thuận tí, nó hơi lạc qua lạc lợi tí. Nhưng mà cái người không biết á thì nó ưa bị lạc lắm, đúng không? Giống như bây giờ mình tu tánh Phật nè, bây giờ mình đang không Phật nè, nhưng mà mình lăng xăng á, thấy chú gì cái nhảy ra nói chuyện là ma nói rồi, là Phật mình nói nín thinh mới là Phật. Chỉ có chút xíu mà nín thinh có nghĩa là mình nín là mình lặng lặng đi luôn là Phật. Nín nói đây là biết. Ma nói nè, nhưng mà vì cái lòng từ bi thì ông có, tại vì thấy ông cũng tốt rồi, thôi thấy dịch tôi biết chứ ông cũng có duyên đúng không, ông đi là từ thiện rồi đó. Ủa sao biết, sao chú biết hay vậy? Nhìn từ sắc nè mà. Trời ơi, ghê vậy. Tu hành á, tôi chỉ cần là cầu nguyện là mình biết được từ sắc nè, để mình độ người ta thôi, chứ không có cầu chuyện thiên cơ, nói cái chuyện trời ơi đất thở vậy không có nói. Có nó không mình không có nói, mang tội dòng ngữ. Giống như bây giờ đi ra lộ thấy cái người đó đó, mình hiểu cái người đó vài chục phần trăm. Mình gọi mình độ người ta. Hiểu, tức là hiểu sao chú? Mình hiểu là mình dựa trên cái mình nhìn vào cái sắc dốc cái, của một cái người đó để mình hiểu hay là sao? Căn của mình nó tự nó phát ra, nó ứng ra cái huệ nó ứng ra. Có bao giờ chú hiểu sai về một người không? Không hả? Nó ứng thì nó hạp thì nó nói ra. Ứng lên nó hạp nói. Nhưng mà nói chung nghe, người như tôi thì khổ lắm. Mặc dù gia đình thì đàng hoàng, nhưng mà tại vì cái giai đoạn của tôi tu là phải đi gì. Có nghĩa là giống như là cô bác người ta hay nói, có nghĩa là bị hành căn đó hả chú? Không, không phải hành. Là không phải hả? Không có liên quan tới căn chứ. Tại vì hành căn đó là mình ở, mình ngáp, mình lên, chân trong thần thánh này nọ. Này tu theo Phật đâu có ai dám nhập. Tu theo Phật có người hộ pháp đâu ai dám nhập. Là có nghĩa là có long thần hộ pháp theo họ thôi sao? Không phải mình nói gì ghê quá chứ. Dạ nó không phải. Ngồi chỗ đó thì không ai dám nhập mình nữa đâu. Mà cũng không phải là chức hồn chức gì hết, là do cái Phật tánh á, cái điện từ quan á, nó ứng ra, nó phát ra. Chứ không có hai bên như điện âm dương. Giống như là mình không có, mình có những cái như chú vừa nói, chứ không phải là có những cái mà người ta kêu là thần thông biến quá là mình không có đúng không? Này, thần thông mình không có xài đâu. Giống như chú ở cho con hỏi, giống như chú đang theo một cái đặc ma sư tổ đúng không? Đặc ma sư tổ cho mình là một phần thánh á. Bây giờ mà không có theo sư tổ được rồi. Sư tổ rồi chỉ truyền lại, nhưng mình không có theo không được. Mình chỉ có theo cái tâm Phật của mình thôi, sống với cái tâm mình thôi. Mình không có theo Phật nào, theo bà thánh mà thành là theo cái Phật sẵn có của mình. Ví dụ giờ mình nói là Phật cũng kêu mình nói đó. Đó là gọi là cái phần tánh nó ứng lên. Có những cái còn ghê lắm kìa, không phải ở ngoài này dám nói đâu, bị chưa tới lúc nói. Chưa tới lúc nói là sao? Do chú biết là nói nó không tốt cho chú hay là không tốt cho người khác? Yếu, mình chưa có giống như một cái vòng tròn á, mình chưa có giáp, đúng không? Trong Phật pháp á, giống như mình lớp 1 đi, lớp 2 thì nó hoàn thành vậy đó, nhưng mà mình mới có lớp 1 rưỡi mà mình ra chưa có đầu đời được, yếu quá. Tôi thấy những cái thần thông, những cái biến quá mình biết rồi, mình lặng lặng không cần xài với nó, tại vì mình xài cái đó đó cái nhất dễ dính được pháp. Hôm nay có nghe chú nói câu rất là hay là làm chi đủ như đây là đủ ăn thôi, không có thêm nữa. Đủ ăn thôi chứ nhiều quá nó khởi lên rất hay đó. Khởi cái gì thưa chú? Nó khởi lên là nó dẫn vô đường tà, nó khởi lên một niệm á. Ví dụ tôi thì tôi còn sát phạm nè, ví dụ vậy tôi có tiền quá tôi phải kiếm cái gì khỏe khỏe gì đã đi chơi ăn chơi rồi đúng không? Thì hà đủ thôi. Bây giờ dư lên á, cái tự nhiên bị khởi lên nè, khởi lên có chiếc xe đẹp rồi, ví dụ gì có nghĩa là khởi tâm tham, nó khởi lên vậy là chúng ta tóm lại á, là bây giờ cũng nói với quý vị là gì nè, cái đường tu á không phải ai cũng được đâu. Ví
giờ có trẻ đầu họ ra nhét vô họ cũng không lấy được. Đúng rồi. Nghe kinh nghe sách nghe trên mạng luôn nhưng mà họ không bao giờ nhận được. Họ nói nhiều lắm mà nhận. Một phần á là mình nghe để mình hiểu. Nhưng mà phần thứ hai nữa là mình nghe xong mình tu theo chứ. Quan trọng á là mình quan trọng là mình phải có cái duyên, nói lại cái duyên này với cái căn cái sâu dày, tu nhiều đời nhiều kiếp á mình mới lụm được. Tu mau tu chậm gì tu lẹ gì đó tu tắt gì đó đốn tiệm gì đó ha thì không phải ai cũng nghe trên mạng tu được đâu, không phải dựa trên sách có thầy dạy tu được đâu. Cái này bởi vì cái chí vô sư. Chí vô sư á? Chí vô sư là sao thưa chú? Giống như là một cái tờ giấy nó không có chữ hết trơn á. Cái cuốn kinh mà không có chữ á, giống như vô tự thi thư vậy đó. Mình nhìn vô cái tờ giấy trắng á mình hiểu hết thì về Phật pháp mà. Trong một cái thư không này đó không có cái gì trong đó nhưng mà nó có đầy đủ hết. Bây giờ nói thêm cái này đi là tại vì cái quốc độ này họ không cho điểm bất thực. Tôi có bình bát mà. Có luôn hả? Có bình bát cái nào? Đâu đó. Đâu coi thử coi, có thấy đâu? Cái nồi đó. Con đâu có thấy đâu? Cái đổ cho con coi thử coi. Coi thử con đâu có thấy đâu. Có nghĩa là cái này là giống như cái bình bát mà ăn xin đúng không? Cái nồi. Nhưng mà cái quốc độ này họ không cho ăn xin. Họ không cho đi bất thực. Giống như vậy, ở trong chùa mà đi bất thực thì trong chùa họ có thể họ có tiền ăn rồi họ không đi bất thực. Chư tăng họ cũng là điều lực của họ và không cho đi. Mà nếu bây giờ mình đi thì khi sai phạm ảnh hưởng người ta. Đúng rồi. Thật ra phải đi mãi giỏ kiếm ít đồng vậy đó, sức công lao động ra mình đủ mình ăn thôi, mình tu thôi vậy đó. Nhưng mà con nghĩ là chú là một cái người bình thường, chú từ trong một cái đoàn xiết gia mà tại vì những cái đó là những cái chú thường làm ngày xưa đúng không? Ngày xưa thì làm ít lắm, bây giờ nó lộ lên những cái mình làm nó lạ lạ thôi, người ta làm được, thế giới cũng không có ai làm. Có nghĩa là cái này không phải là bình thường, giống như cũng không phải thần thông mà giống như là cũng rất là nguy hiểm đó, cho nói là nó rất là nguy hiểm đúng không? Một cái gọi là ông thánh thần gì đó, cái bề ngoài cái chư vị nào họ giúp mình đó, mình có cái trong cái đường tu á, họ tạo điều kiện cho mình vậy thôi. Tôi thấy làm gì tôi đâu phải người tôi cũng biết tôi làm gì đâu. Không chú có cái lời khuyên nào đối với những cái trò mà hồi sớm chú làm giống như con tạm kêu là biểu diễn cho cô bác coi, chú có lời khuyên nào cho họ đừng có làm không? Bây giờ cái lời khuyên đó đó là gọi là sân khấu thì nhiều hệ lụy. Dạ. Tu hành đó là cõi phúc. Câu nói của bà Phụng Khá gì đó. Sân khấu có nhiều hệ lệ thiệt, mặc dù nó vui nó phát triển vậy đó, nó hào nhóm nhưng mà nó rất hệ lệ. Tại vì mình có tiền mình phải ăn chơi quá trời luôn rồi sau này không có làm được, yếu rồi đó, bệnh rồi già đâu làm được đâu, có tiền ăn khổ nghèo hoài với mình ăn già lớn á. Nhưng mà cái trò nhưng mà cái trò chú đang làm hồi sớm thì chắc có lẽ là con cũng nên khuyên cô bác ở nhà đừng có nên làm theo, cũng như là đừng có lên bắt chước. Tại vì cái trò đó rất là nguy hiểm cho mình. Rất nguy hiểm mà, ví dụ cái gọi để lên là phỏng liền chứ. Đúng rồi. Lên liền. Rồi làm như nó giết thì nó cũng rất là nguy hiểm. Nó lỗ lỗ á, nó phỏng lỗ lỗ đó. Các em và các mọi người đừng nên làm theo. Để mấy hôm qua về á, cái này nói chung là lần này nữa là chú làm cái vấn đề đốt tóc là được bao nhiêu lần rồi? Chú có thể tiết lộ con biết không? Chồng phải bao nhiêu lần mình không nhớ nổi, là giống như khi hết tiền thì phải bươi kiếm bây giờ xin ai cái bự gì xin ai đúng ra quán vậy đó, người ta cho không cho thôi, thấy tôi cũng không có xin nữa đúng không? Dạ. Cho không cho thôi à. Giống cái này như cũng như là làm bằng cái năng lực tốt thật á, tốt thật là năng lực của mình. Đúng nhưng mà không có lợi, không có dựa vào Phật giáo, không có dựa vào Phật giáo mình xin ăn. Dạ. Mình nói là mình đi lỡ đường ở trong rồi. Dạ đúng rồi. Đừng có lợi dụng ta. Trời, có công ơn chú nha. Hỏi tôi đi về đâu rồi tôi nói không biết ở đâu nữa, giờ hư không có ai đi về đâu. Cô bác ơi, thì đến đây mình cũng cảm ơn cô bác đã dính thời gian xem một cái người chú rất là kỳ lạ để chia sẻ những cái gì mà nãy giờ mình đang chia sẻ đó. Chú rất là kỳ lạ từ ở Cần Thơ lên đây tu theo thiền gì đó, nhưng mà mình không biết là vấn đề về tâm trí của chú như thế nào. Thì đến đây mình cũng xin kết thúc video nha. Cảm ơn cả nhà mình nha.